Sao? Trời ơi, sao? Cái nhà quá ngon. Quá ngon. Đó. Rồi gia đình cũng cho chú ở, ở khi nào mà cảm thấy chú có con rồi cưới vợ gả chồng cũng vẫn được. Rồi á, nếu mà một khi chú quá cố, cho chú ở đó luôn. Dạ, Bùi Hồ xin chào cô bác, quý anh chị. À, thời điểm này là khoảng 4 giờ sáng. Bùi Hồ cùng với lại cha, hay còn gọi là chú Tuấn, một cái ông cụ nhặt ve chai trong đêm ngay tại thành phố Long Xuyên, lại khởi hành một hành trình mới, một hành trình về vùng đất Vĩnh Long, để chọn một cái nơi sống mới mà có thể là nó sẽ phù hợp hơn với lại chú về những cái lúc về già như thế này. Ngày hôm qua thì cha có ngủ được không cha? Được, ngủ ngon. Dạ. Ngủ rất là thoải mái lắm. Nghe được cái thông tin là mình sẽ có một cái nơi ở mới được hỗ trợ như vậy á, thì cái cảm xúc của cha như thế nào? Nó rất là vui sướng, rất mừng. Cảm giác như mình có một cái thời như mình đã sống lại như hồi còn trẻ. Không có quý gì hơn bằng những lúc này. Đó là điều mà cũng mong muốn nhất là những điều như vậy lắm. Bây giờ ước mơ của mình nó thật sự là nó đã có tới tầm tay rồi, phải không? Hạnh phúc vô bờ vô bến luôn. Con thì được biết rằng á là chú thì có một cái người hàng xóm kế bên đã từng kiểu là cứu giúp chú những cái lúc khó khăn nhất, như lúc nhà người ta giải tỏ, người ta cần buôn bán nền thì người ta yêu cầu mình là phải di dời, thì lúc đó cái người ở cạnh đó người ta giang tay, người ta giúp chú, thì thời điểm này chú lại ra đi chọn một cái nơi khác, thì cái cảm xúc của người đó như thế nào? Cái cảm xúc của người đó nó cũng có cái sự bồi hồi. Người ta cũng chúc cho mình được cái chỗ nơi mà có cái hạnh phúc, có nơi như vậy người ta mừng lắm. Thật sự người ta rất mừng. Đó. Nếu mà cái chuyến này đã chọn như vậy là tốt. Người ta cũng lớn tuổi rồi, cũng coi như bạn bè anh này, cứu vớt trong cái cuộc sống của mình. Mà cái thời mà lúc mà người ta lấy nền đất lại đó rồi xây, mình mới, người ta mới nhường qua cho mình là ở bên dách để tạo dựng cái cuộc sống như vậy đó, là mừng lắm. Người ta cũng vui mừng chia sẻ cho mình được cái clip mà về nói như vậy đó, thôi mừng vô bờ vô bến. Đã hơn 70 tuổi rồi, cuộc sống nó gài đây mai đó đủ rồi, và hôm nay thì lại có một cái nơi gọi là cái bến đỗ mới, thì có bao giờ mình cảm thấy mình chạnh lòng với cái cuộc sống của mình không? Có chứ, cảm tưởng của mình nó cứ lâng lâng. Rồi một ngày mai cái tuổi mình cũng lớn, mình biết rồi, cũng phải đi những cái nơi thế giới đó. Cảm giác mà mình cảm thấy cuộc đời mình có bao nhiêu cái sự hạnh phúc, những bao nhiêu người ta chùm tay lại để mà đưa mình vào những chỗ mà mình rất là quý báu. Thời gian đó tới giờ chưa bao giờ từng nghĩ có đâu, mà bây giờ đã tầm tay có rồi, rất là mừng, rất là vui. Không có gì hạnh phúc nhất, chung tay với nhau để mà đưa những người khổ mà được như thế này là mừng không con. Thôi thì bây giờ thì trẻ con mình cũng bắt đầu một hành trình dài hơn 100 km về lại Vĩnh Long để xem rằng cái môi trường sống ở đó có phù hợp với mình hay không. Và nếu phù hợp thì chắc sẽ dọn về nơi đó để ở luôn. Và cái hành trình dài này thì Bùi Hồ cũng xin chia sẻ cho mọi người biết thêm, cũng giống như là một hành trình đi về lại vùng đất Tây Nguyên tìm con của mình. Nhưng mà hành trình này thì nó lại có điểm đến cố định hơn, có đi hy vọng rất là nhiều hơn. Và phải nói là mọi thứ nó sẽ thay đổi khác hơn khi mà mọi sự nó được diễn ra tốt đẹp. Thôi còn bây giờ thì mình bắt đầu mình đi ha. Dạ. Hành trình khoảng 100 km thì Bùi Hồ đang có mặt tại huyện Tam Bình của tỉnh Vĩnh Long. Thông tin với cô bác quý anh chị, ngày hôm nay đang có mặt tại đây á vì chú Tuấn nhận được một cuộc gọi từ chị Tuyết ở Sài Gòn, cho rằng là có một cái ngôi nhà hiện nay thì cũng không có ai để mà không có người ở, và một cái khu vườn cũng khá là lớn, muốn mời cho cha về ở đó, cho chú Tuấn ở đó để
những cái tuổi già như thế này. Và ngày hôm nay thì có em của chị Tuyết là anh Luận. Thì em chia sẻ với anh Luận như thế này nè. Chú Tuấn là một ông cụ nhặt ve chai ngay tại thành phố Long Xuyên thì cũng hơn mấy chục năm rồi. Em với lại chú Tuấn từ Tây Nguyên mới về ngày hôm qua. Sáng nay thì nghe thông tin rất là vui, thì chú Tuấn ngủ không có được. Thì hai chú cháu lật đật xuống đây từ lúc 4 giờ mấy sáng á. Tại vì cũng hơn 50 năm rồi là sống cứ lang bạc vậy á. Tối thì nhặt ve chai, một đêm chỉ có mấy mươi ngàn thôi. Rồi sinh hoạt thì trước đây sống ở trong một cái liều. Trong một cái liều đó thì đất của người ta đất hoang á, thì sau này người ta lại lấy đất người ta bán, người ta không có muốn mình dựng cái liều, thì sau này chú Tuấn mới ở trong một cái mé hiên của nhà của người kế bên. Thì người ta cũng thương tình, thấy như vậy á, người ta cũng thương tình và sống ở Long Xuyên hơn 20 năm, là tối nhặt ve chai, ban ngày thì đi bán để mà kiếm tiền sinh sống qua ngày. Không có ai cả, ông cụ cô đơn là đúng nghĩa. Và nhận được tin đó thì chú Tuấn cũng rất là vui. Xuống đây thì cũng muốn tìm hiểu về cái cuộc sống để mà có thể là xuống đây để mà sống cái quãng đời còn lại đó anh Luận. Thì anh có thể thông báo cho mọi người biết là hiện nay thì ngôi nhà đó như thế nào, và cái để mà có thể cho chú sống những cái ngày tháng còn lại đó anh Luận. Anh thì nói chung là với em với chú thì cái ngôi nhà đó hiện tại giờ là cũng bỏ trống. Yeah. Trước thì có nhỏ em nó ở. Yeah. Rồi sau này là nó cũng có chuyện trục trặc này nó đi. Cho nên là không có người ở và coi giường tược cho bà chị. Cho nên là khi bà chị điện về nghe nói là gặp em và chú. Thì nói chung ra là này cũng mừng là khi có chú về ở. Thì trước hết á là về điện nước sinh hoạt là mình có đầy đủ điện xài cá nhân. Rồi là nó hơi cái đường đi là nó hơi khó khăn tí, là sống của chú nhặt chị trai thì sau này ví dụ như chú ở đó chú săn sóc giường, rồi chú ở đó trong nôm ví dụ như muốn chăn nuôi cái con gì đó thì có thể là tụi con hỗ trợ cho chú. Bên cạnh đó thì chú không còn phải nhặt cái chai nữa, hoặc là chú làm cái gì đó con không cần biết ha, nhưng mà để có cuộc sống trang trải cho chú là ví dụ như là gạo thóc muối mắm hay gì đó. Rồi như quan trọng nhất là giờ điện đi, ví dụ như chú điện nước chú xài thì một mình chú không có bao nhiêu rồi, làm thì chú xài như chú tự đóng ở nhà thì chú ở đó, rồi gia đình cũng cho chú ở khi nào mà cảm thấy chú có con rồi cưới vợ gả chồng cũng vẫn được. Rồi á, nếu mà một khi chú quá cố cho chú ở đó luôn, tụi con phụng dưỡng đó. Thì bản thân con thì con nghĩ sao con nói vậy, tại vì cha mẹ con mất hết rồi thì giờ con nghĩ thêm chú như cha đi. Thì theo con thì con gợi ý chú như vậy thì chú có như thế nào, có được hay không đó. Thì chú cháu mình ở đây với có thằng em thì một tí xíu nữa mình cũng tâm sự ở đây xong rồi cùng dẫn nhau luôn cho biết nhà. Dạ, để biết nhà cuộc sống như thế nào đó. Con bảo đảm với chú là không phải trò danh tránh lá như chú ở nữa đâu. Dạ, nói chung là kiên cố, nhà có lót gạch bông bình thường. Rồi nói chung đóng gạch ton. Giống như là coi như là cũng như là kiên cố đó. Dạ, rồi sau này ví dụ như là có chú mà có cần sửa sang thêm thì chú cứ sửa để chú ở, để nhiều khi cái chỗ nào nó bị giọt mưa hay cái gì đó thì chú cứ sửa. Rồi là khi mà nào mà chú không cần ở nữa chú đi, những cái gì vật dụng gì chú sắm thì chú cứ lấy hết cũng được. Mà con nghĩ rằng là thôi chú đừng nên đi đâu nữa, ở đây tụi con chạy tới chạy lui qua lại cho nó vui. Dạ. Dạ, dạ thì mấy nhiêu nữa thì con tâm sự với chú với lại em. Dạ. Dạ đến đây con rất mừng. Dạ. Cũng có nghe chị Tiết nói là gọi là cô đúng hơn, cô Tiết nói là coi
chú giống như là một người anh ở trong gia đình đó, có gì thì cứ trao đổi giúp đỡ, hỗ trợ giúp đỡ nhau. Thì giống như anh Luận chia sẻ là mọi thứ thì cha có thể là chăn nuôi gì đó để trang trải cuộc sống, để cho ví dụ như có thể nuôi gà, nuôi vịt hay là đúng sao đó, ở trong vườn thì nó tiện hơn, và để trang trải cho cái cuộc sống của mình. Thì con nghĩ là sau khi mà cha xuống đây thì chắc có lẽ là mọi người sẽ chung tay nhau giúp đỡ, cũng như là anh Luận với lại chị Tiến, để mà có một cái nơi ấm cúng thì cũng cần phải có một cái số vốn để mình trang trải cho cuộc sống lúc ban đầu. À, thì bây giờ chắc có lẽ là ý của cha của chú thì sao? Thì theo qua trao đổi lại của em của Tiến, coi như là coi như chú trong một cái gia đình là như vậy là mừng rồi. Đó là mừng lắm rồi đó. Còn cái trang trải cuộc sống thì nói đúng ra nó thì hồi xưa giờ mình cứ đi làm gia trai không em. Còn mà vấn đề mà làm chuyện khác thì mình chưa biết. Cũng mong là con hãy chỉ dẫn cho chú. Đó là cái điều đó đúng là cần thiết nhất. Hướng dẫn để mình làm đúng vào trong cái công việc của mình. Còn mà không được nó thì chú cũng cãi. Kiếm cơm qua ngày sống cũng được chứ không có sao. Ở là như vậy, không có gì bảo ngỡ. Có một cái là mình có cái ngôi nhà mình ở cho tới già tới chết là thấy mừng rồi. Thiệt mừng lắm cái điều đó. Mừng vô bờ vô bến luôn. Là như vậy. Chú Tuấn là không có nhậu nhẹt, không uống được ly rượu nào luôn, không hút thuốc luôn. Uống trà. Cũng ít uống. Uống trà cái bên có. Không, cái mấy vấn đề cà phê trà thì đơn giản thôi, không có gì. Nhưng mà có một cái là rượu chè thuốc men cũng được, thật sự. Bây giờ có cái ngôi nhà đó thì mình bây giờ hiện tại là đang ngồi không biết mình suy nghĩ để mình làm cái gì để mình lo cái trang trải cuộc sống của mình. Còn mà ở những cái khu đó thì hồi xưa mình thì nó dễ rồi, sáng rồi khuya rồi đi kiếm mấy bọc lông về cho cha mình bán rồi mình làm ra cái điều kiện nó cũng dễ. Còn bây giờ qua một cái nếp sống để mình trở thành cái cuộc sống để cho mình thấy vui vẻ hồ hởi mà có nơi nương tựa như vậy là rất mừng. Mà chưa biết là mình phải sinh hoạt làm sao thì nó cũng bình thường vậy. Mình tự mình sống để mình lo cái cuộc sống mình đó. Rất là đơn giản. Nói thiệt, một ngày kiếm một bữa cơm thấy cũng mừng rồi, chứ đừng có nói. Nhưng mà dần dần từ từ đó, mình thấy gói ghém là cái gì mình hiểu được đó, mình cố gắng mình đi lên với một cái cuộc sống ở đây với tụi con đó. Giống như vậy. Có một điều là con rất là nể cha là như thế này. Người ta nói cái tuổi cao á khó thay đổi cái tư duy, tại vì nó thấy ăn theo một cái lối mòn rồi. Thay đổi cái nơi ở nó rất là quan trọng nha, nó quan trọng cực kỳ luôn. Nhưng mà khi nghe mà chị Tiết nói là có thể là cha về đây ở thì cha nói cần một cái nơi tá túc thôi là đủ vui rồi. Tại mấy chục năm mày, cha nói là cái chỗ của cha ngủ giống như chẳng khác là cái chuồng gà ấy. Cái niệm thì cũng nhặt từ phế liệu người ta cho đồ hết à, chứ đâu có gì đâu, ngày chỉ có 50.000 thôi. Tiền xăng cổ ra nhặt từ 5 giờ chiều cho đến là gần 12, hơn 12 giờ khuya là bán, trừ ra chỉ có 50.000 đủ hai bữa cơm. Cơm thì cơm từ thiện ta cho, ăn phần có 2.000 à. Rồi những cái nào mà nhặt được là đem về còn sử dụng được là cứ đem về sử dụng, thương lắm. Nói chung là đi mấy ngày rồi thấy thương cho chú, cho cha. Áo này của người ta cho luôn à. Có nghĩa đem về nói anh nói với thị em với chú bây giờ cái chuyện rau thì rau vườn có nè, cá mắm là nuôi nhóc nè, muốn ăn chừng nào quá chừng ấy. Bây giờ nếu như có gà vịt anh em mà cho chú nuôi để nhiều khi chú bán để chú tiêu xài thì lật vặt, mua cái gì đó để như dầu ăn muối mắm gì các thứ gì đó để chú sử dụng. Đôi lúc ví dụ như không có thì là này anh hỗ trợ. Vui quá luôn rồi. Còn cái chuyện là chú ở đó là con mong sao bây giờ chú cứ quyết định ở đi chứ đừng có qua con thì thấy buồn quá rồi thôi đi chỗ khác được. Bây giờ con nói người ta nói có cơ ngơi mới lập nghiệp đúng không? Dạ bây giờ chú hiện tại giờ chú coi như nhà vẫn là cái cơ ngơi của chú đi đó. Thì giờ chú làm từ từ, mặc dù nó không giàu hơn người ta nhưng mà cũng có cơm ăn đó, sống được đó. Rồi này bên cạnh đó thì tụi con có cái gì thì giúp đỡ chú thì cũng giúp. Dạ nghĩ sao là chú vui là tụi con vui rồi. Dạ bất cứ sống được dạ
mình gần gũi bên nhau, mình vui, ai cũng vui, cái điều đó là mừng lắm. Nhưng mà cái cuộc sống của chú bây giờ nó cũng đơn giản lắm, không có gì khó khăn. Chủ yếu là mình phải tìm ra cái cuộc sống của mình, cái đó là điều quan trọng nhất, đáng giống gì đó. Còn ăn uống cái gì thì mình tạo ra cũng dễ, không có gì khó khăn. Chủ yếu chú như vậy, nó đúng ra nó thiệt. Giờ nhắm mắt lại, nhịn đó một bữa, hai bữa cũng phải đi kiếm miếng ăn thôi. Rất là đơn giản, không có gì khó. Nhưng mà cảm giác bây giờ là vui đúng không nha? Vui chứ. Tại vì mình tới nơi, tới chỗ mà nghe một đứa em nó nói như vậy đó. Mình cảm giác đây cũng là một cái tầm tay mình đã giới tới rồi. Để cái cuộc sống mình có một cái sau này nó đúng ra nói gì mà cao sang hơn mình là cái điều đó không có rồi. Giờ mình tới nơi để mình tạo dựng cái cuộc sống nho nhỏ của mình. Cho tới cái lúc khi mà mình đã suy nghĩ cái cuộc đời của mình đó. Nó đã xế chiều rồi rồi, nha. Đó là cái điều đó thôi, chứ ngoài ra không còn cái gì nữa. Đó là cái điều như vậy, ước mơ đã vậy, đã tới rồi đó. Nhưng mà con cái là bây giờ đồ đạc ở cái chỗ mà chú đang ở đó, chú không có tính sang chở về đây. Không, cái đó chừng nữa con thuê xe tải. Thuê xe tải cho ta chở xuống. Đó rồi. Tại đồ nó không có cái gì, cũng là cái đồ mà chú lụm đó. Nói chung là cái gì á, chú cần thiết thì chú lấy, thiết thì chú cứ bán hết đi. Đó. Bán ổn lắm, chú đứng nó bán ổn lắm, cái nào cũng chiếc xe mà nó muốn xích cái bánh ra vẫn còn giữ, vẫn còn chạy. Xe Honda hả? Là xe ba gác anh à. Chạy xe ba gác trong đêm là gần xích cái bánh đó luôn, vẫn còn chạy. Nói chung ra con nghĩ với cái điều kiện đó thì chú để dành cũng được, nhưng mà giờ đối với con thì con thấy ở đó thì nên cái chỗ để mình cũng hơi khó khăn tí. Mà về đây mà về đây ví dụ như giờ là con nghĩ chắc chú không cần phải đi như vậy nữa đâu. Không cần phải đi mà lòng vòng mà chỉ giờ nửa đêm nửa hôm hoặc là thức khuya dậy sớm, không cần nữa đâu. Nhiều lúc mà chú không phải đi kiếm ba cái cơm cặn với em. Nè. Tôi gà rồi cho mấy ăn. Trời cái đó quan tâm đi. Mà người ta có bán lúa cái bên, người ta làm lúa cái bên, lượng dưỡng quanh cuộn không à. Giờ lúa mình phải bỏ tiền ra mua. Nhưng mà cái thức ăn thì mình tạo ra là không có mất lần nào, mình chỉ có một chút. Con hiểu không? Dạ. Con cảnh cho bỏ đó, mình đi kiếm về cho nó ăn. Dạ, dạ. Nhưng mà con nói chú ở trong đây là mình ở nông thôn, ở vườn. Cho nên là muốn kiếm cái đó hơi bị khó. Tại vì người ta chăn nuôi gà vịt. Không phải như ở thành. Dạ. Dạ. Thôi bây giờ chắc có lẽ là cho uống nước đi mình rồi sau đó mình đi vô cái nhà trong kia. Cái cảnh ở đây mát ghê á. Ở đây thì sao? Ở đây mát không? Mát. Cái ao này của mình hả Vinh Luận? Không, em mình ở trong kia. À trong kia hả? Người ta vẫn ở nhiều mà. Có đường điện hết mà. Có một cái sân rộng luôn. Ồ, có nước luôn kìa. Dạ, xoài luôn kìa. Nó gạch men đồ im quá rồi. Sao? Trời ơi, sao? Cái nhà quá ngon. Quá ngon hả? Quá ngon, giống như là tầm tay của mình thấy cái ước mơ đã có rồi. Có rồi. Có ước mơ rồi ha. Dạ. Đâu phải dễ được gì. Đây, ngủ đây cũng được, nhưng trước cũng được. Có ngủ chỗ nào ngủ? Có giường đồ đầy đủ hết. Bây giờ đi kiểm tra mà mới được mấy cái này mà xài được không, cái gãy cổ thôi. Nó dùng là muốn ngủ đâu ngủ, cái bàn này nè, 2-3 cái bàn này. Dạ. Ăn cơm muốn dọn bàn này xuống dưới này cũng được. Còn cái này á, ví dụ như sao có tivi thì em kinh cái bàn này lên, để tivi. Dạ. Sao thấy sao vậy? Thì quá ngon rồi đó.
Tuyệt vời lắm rồi đó. À, nói chung ra là ông Giang biết nè. Đây nè. Nấu nướng như này. Đồ đạc này kia là gì đó. Chiến rồi đó. Dầu ăn nước mắm vậy ông để vô. Có con chuột nó bị thuốc cái gì á. Ở đằng sau này có nhà vệ sinh luôn nè. Có luôn. Có đầy đủ nhà vệ sinh luôn nè. Có nước rồi luôn nè, đầy đủ nè. Cái nó sáng nó mở chưa? Sao nó không mở đây? Nó mở đồng hồ. Dạ. Đồng hồ trước á. Đó. Đó nhà vệ sinh đây. Nhà vệ sinh thì bên đây. Cái này mưa gió thì hay tới tối gì ông muốn đi đây đi, không đi ra đi nhà vệ sinh nuôi cá. Ờ. Câu cá cũng được. Câu cá bên đây. Đó bàn ghế đấy để vậy đó mà giờ. Ừ. Wow, lạ hả? Quá im hả? Ừ. À, cái này nói đúng là một mình là quá rộng luôn á ha. Quá rộng. Hôm nay em dẫn bà nào về đi ở luôn đi cũng được. Mấy chục năm rồi thì có mình thôi. Bây giờ cái chỗ này á là ông để bếp nấu cũng được. Chỗ này mình rửa rồi. Mình rửa cái chỗ này. Rồi bếp nấu ở đây cũng được. Điện thì kéo ra. Đó. Cái này cũng có để mua thêm cái bóng đèn này. Cái bóng đèn này với lại có bóng đèn toilet thì nó không cháy. Không sao con ơi. Đèn dạ. Không quan trọng cả. Mình cũng bóng còn, đèn thì cũng có. Còn điện á là muốn đi lại thì con cũng còn điện. Còn điện điện lớn cho con đi lại. Khỏi. Cần có một sợi dây điện là được rồi, khỏi cần phải đi lên điện bây giờ. Nó bây giờ để con nè điện con nữa nè. Đó. Cái điện này bên nhà bảnh hẩm đi được dây nguồn vô trong nhà. Con chỉ tội nghiệp là hai ông anh con, ông này liệt sĩ. Ông này cũng... Đó, đầy đủ ông, cửa sổ đó. Cái sofa rồi đầy đủ. Cái này thì giờ mua chiếu niệm gì để ra là được rồi. Để đây là ngủ, ở đây là ngon luôn á. Ừ. Uống nước trà. Còn bà già con là đây này, bên đây, chỉ cho. Em nó qua nó tới. Chú thấy sao rồi? Có tuyệt vời vậy. Hài lòng không? Hài quá. Hài lòng quá. Đây nè. Củi. Chụm thoải mái lá dừa gốc. Lá dừa gốc vô. Rồi để chụm thoải mái. Đó. Rồi đây là cái. Nước ra cũng có nước ra. Ừ. Tới em. Cái bếp củi ở đây nè. Rồi mình ôm củi mình chắc vô đừng trời mưa gió nên mình để đó. Có không gian bếp củi luôn kìa. Đó. Không gian bếp củi cho ông ngoài. Dạ. Để mình cho nước gà uống được. Dạ có, đầy đủ. Ừ. Đầy đủ hết mà. Ừ. Này, ông nuôi thêm con chó vậy cho nó giữ chuột, nó ruồng mấy con chuột này bớt. Ừ. Đây có nhà củi rồi. Ừ. Đây nè, đó là hầm cá nữa nè. Ồ, đây có giống nữa kìa. Đấy. Chỗ này là chăn nuôi gà vịt. À. Đấy. Mà là con nuôi bò đây nè. Là con nuôi bò. Đây có cái quan nước để mình múc nước cho gà vịt uống. Con tính là vậy nè, nếu mà sao chú có về ở, con bung lưới ra ngoài cái tú ngoài cái clip mà kia nữa, bung dọc lại này nè, ăn nuôi cho nó lên gì không, cho nó ăn cỏ. Yeah. Còn đây bị gì nó ăn trù đuổi hết rồi, không còn nữa. Con gì vậy, ăn con? Gà vịt đó nó ăn hết. Gà vịt đó hả? Ăn cây cỏ chứ. Ăn cây cỏ như vậy cây đó. Cỏ hả? Gà vịt ăn cây cỏ là hả? Nó ăn. Ủa mình cũng phải nấu gì cho nó ăn chứ hả? Không, lúa. Không, lúa. Lúa gạo nó ăn, đem về cho nó ăn. Cái lòng nó nuôi thỏ giờ nuôi nó chết rồi giờ không có nuôi nữa. Mua mấy trăm ngàn tiền lưới đó rồi mướn người ta nếu, nhờ người nếu ta. Nếu mà ba mày về đây ở đó thì trước tiên đó là ba chỉ thích nhất là nuôi mấy con chó mấy con gà với mấy con heo nhỏ nhỏ vậy đó. Cái đó là vừa tầm tay của heo cực của heo cực lắm, heo cực mình phải heo có chuồng. Phải chuồng đó. Đúng vậy đó hả? Dạ. Chứ mà không có thả lan được, lan nó ủi hết. Nuôi gà hoặc là nuôi vịt thôi. À. Còn nuôi heo nó cực lắm. À. Cực nấu tắm thôi nó cực lắm bây giờ nó. Có lưới sẵn rồi bung cái clip bên kia đó bung vòng ở nhà. Đó bung vòng vô nhà là cái nuôi gà. Nuôi gà nuôi vịt. Dạ. Trong cái nó rụng rồi nè, ông thấy nó rụng rồi. Đó giờ bung cái lưới thẳng qua cái clip bên đó. Rồi mình bọc vô nhà đây cho nó gà vịt rồi nó lên nó ăn cỏ thêm.
giống như là mình ăn cơm mà thiếu rau là không chịu không được. Đúng giống như cái cà gì đó. Đó là ông bung cái lưới này ra là tút ngoài kia rồi, ông vòng cái lại nó có lưới thêm cho trong nhà con. Cái đất bên đó là của dạ, để con dẫn cho ông đi về vậy. Êm quá mà. Nhưng mà cái khoảng 10-20 con gà với là 10 con vịt là ngon luôn. Nói chung gà vịt thì giờ này tụi anh có á. Nè, ông anh mất nè. Nói chung là anh cũng lo hết mình rồi. Nhưng mà ông không có sống được nữa thì đành số thôi. Cũng buồn. Buồn là khi em Út nó mở đây nữa, nó đi rồi bỏ lạnh. Tội nghiệp. Em bên đây. Xoài đồ nhóc nè. Chỉ lo gạo. Ông chỉ gạnh gỏi, ông ra ông gốc mấy tàu dừa, ông bó vô để nhóm lửa, ông chậm cây củi, chậm khỏi cần tốn kém củi đứa kìa. Cái này tại vì không rồi con không có sửa lại, nó bị mọt mối nó ăn đó. Sụp cái nuôi gà vịt, tối nó ngủ nó đẻ trong đó. Ở đây là tự phun tự cấp được luôn á. Đúng rồi. Hầu cá đây. Còn cá dưới này nhiều lắm. Là cái mương này của mình. Của mình luôn. Đó. Có cầu cá nữa. Rồi đi ra đây con dẫn vậy ra đây. Dài dài ra đây. Rau vườn thì ông muốn trồng gì ông ăn thì trồng thoải mái vậy đó. Nó không coi kìa. Nó rụng trái, rụng mận đồ. Nè đậu rồng. Cái này là nghe quà, cái này là cái sâm đất nè, có cái củ đào lên ngâm rượu uống cũng tốt. Đây đây miếng vườn nè, thằng em nó qua nó tưới đó. Vườn ra nó ngoài lại luôn hả con? Dạ, múc ngoài đó luôn đó. Cá nó còn nhóc dưới này nè. Ngày bây giờ mình không ở thì người ta xịt. Để xịt vô chỗ đó, mình là xịt luôn ha. Người ta ăn cắp. Đó. Đó rồi mương đó với mương này nó cũng còn nữa nè. Trống trải thì ta vô mình lấy. Ở đó phải cái gì luôn? Cá điêu hồng, cá phi, cá chấm cỏ, cái gì từ lứa em ơi, đủ thứ loại. Hôm nay cũng còn nữa mà ít. Đó. Thì hôm qua là hôm hai bữa rồi anh mướn người ta vét. Nặng ha. Vét cái bờ này thêm nè. Đó. Mà anh không có thời gian để anh chở lại đằng kia nữa. Này vét cái mương này. Của mình là tới đây. Của mình là ngay cái bờ này nè, chảy vô. Tới này mà. Đó, mướn người ta vét nè. Hai ngày. Tiền nó mình tiêu. Đó. Bây giờ là cây trái tùm lum nó đó, mộ ba má con tu nặng luôn á. Vậy đó. Đi. Như vậy là đã hơn 2 ngày. Từ ngày mà cho con mình đi xem cái đất mà cái nơi ở mới đó. Thì bây giờ thì cái quyết định của cha như thế nào? Ở trên cái chỗ nơi ở mới đó thì ba quyết định có nghĩa là toàn bộ rút lại hết tất cả cái thời gian mà cha đã suy nghĩ ra đó, thì bây giờ chỉ còn cái nước là ở chỗ thương xuyên thôi. Còn cái miếng đất người ta đã tận tình giúp đỡ mình như vậy đó, vô cùng rất là mang ơn lời nói chân thật của người ta đã đem đến cho mình bằng một cái niềm tin vui vẻ để mình có một cái sự sống để chân mình tiến tới để mình làm ăn bằng cái tuổi mình đã đem qua cái tuổi cao. Thì không có gì hơn đó, đây là cái lời ơn, cái lời chân thật, rất là cảm ơn rất nhiều gia đình của chị Tuyết, chị Tuyết với anh Luận, với em Thuận nữa, Luận. Anh Luận nữa. Dạ. Đó là cái gia đình rất là quý báu, thật sự rất là quý báu, dẫn cho coi tất cả những cái miếng đất, luôn cả cái nhà nữa, đẹp lắm. Theo mà ước mơ thì cái chỗ mình ở như vậy đó, từ xưa đến giờ không bao giờ suy nghĩ là có đâu, mà hiện thực thì đã có rồi đó. Nhưng mà trăn trở là cái cuộc đời của cha đó là làm sao mà có một nơi nó vừa trồng được rồi, nhưng mà cái chỗ đó nó khó khăn cho cha lắm, đi tới đi vô cũng khó.
nên cha đã quyết định suy nghĩ thôi. Tại mình chưa. Có nghĩa là việc mà nhặt ve chai để mà mưu sinh nó khó hay là sao? Cái tuổi già ba chỉ tạo ra những cái vật chất mà ve chai nó vừa tầm tay của ba. Còn ở chỗ đó thì nó đủ điều, đủ chuyện để mình làm ra. Mình không hiểu được cái cuộc sống mới nó như thế nào. Nên nó cũng trần trọc cho ba suy nghĩ ra những điều là khó lắm. Mà trước mắt thì ba ở một cái chỗ đơn phương thì nó tầm tay những giới tới rất là dễ dàng. Tại cái tuổi của ba nó đã lớn rồi, phải không? Dễ tìm được cái cuộc sống như vậy thôi. Chứ còn suy nghĩ cao hơn nữa là cái điều đó không bao giờ ba nghĩ được vấn đề đó. Nên thôi ba quyết định ở lại cái chỗ mà Long Xuyên để mà chọn được cái điểm đó để mình sống thôi. Nhưng mà cái điều kiện kinh tế có nghĩa là ở tại chỗ Vĩnh Long thì nó xa mặt đường, điều kiện kinh tế nhặt ve chai nó khó khăn. Đúng. Hay là như thế nào chứ? Cái thứ hai nữa là cái vụ mà xe cộ đi vô cái chỗ mà mình tiếp ứng, mình sử dụng, mình muốn đi ra cũng hơi khó khăn. Tuổi ba lớn rồi mà đi một cái xe la như vậy hay hoặc đi bộ ra. Cái đường nó hơi xa đúng không? Đi bộ vô nó hơi xa đúng không? Mà khi mình có vật chất rồi đó thì mình muốn tìm ra cái vật chất để mình có tích lũy được đồng tiền thì cái đó cũng hơi khó cho ba lắm. Thật sự ra vậy, bọn mà nói về Long Xuyên nó rất đơn giản. Ve chai bán ra bỏ túi vô một cái là thí dụ mình có đô ba chục gì đó, mình giữ lại, ăn bao nhiêu mình giữ lại thì rất là tiện, rất là ngắn gọn rồi. Con hiểu rồi. Có nghĩa là cha muốn tự tay mình tạo ra cái đồng tiền. Đúng. Và anh Luận với là cô Tiết có nói là cha đó chăn nuôi thì nói, nhưng mà cha không muốn gọi là kiểu là không muốn nhờ vả quá nhiều. Đúng. Có nghĩa là mình bị động về, ví dụ như cha chăn nuôi thì sẽ phải có thức ăn cho gà cho vịt thì đó, lúc đó mình không có làm ra đồng tiền thì lúc đó nó càng khó khăn hơn đúng không? Khăn lắm. Rồi ví dụ như thức ăn nó hết rồi sao? Gà vịt đâu có tiền đâu mua đúng không? Lúc đó cái tiền mình cũng nhói với mình đã không đủ ăn, mình lấy đâu mình cho ăn phải không? Nhưng mặc dù người ta tài trợ mình thiệt. Nhưng mà tài trợ thì mình cũng phải sản xuất để mình làm chứ. Đâu phải là tài trợ mình cứ ở trong vậy hoài. Đó là... Nếu như qua cái đoạn clip như thế này á mà có một người nào đó nói cha ở chỗ nào đó nó thuận tiện và người ta sẽ lo cho cha, có nghĩa là về điều kiện kinh tế thì cha có chấp nhận không? Cha có chịu chọn một cái nơi khác nào cho nó gần chợ được không? Nếu mà coi qua cái đoạn clip này á, mà nói để mà người ta để tài trợ cho ba để mà làm cái điều đó thì... Chọn một cái nơi khác nó gần chợ hoặc là người ta thuê trọ cho cha gần chợ hay là như thế nào cha có chịu không? Nếu mà như vậy thì ba cũng chịu, nhưng mà không chịu. Tại gần chợ là nơi cái chỗ rất là dễ cuộc sống, dễ mưu sinh hơn. Dễ mưu sinh. Thí dụ ở chợ nó bán xong rồi có thể thời gian mình ra mình buôn bán với cha cũng được. Nó cũng có cái lợi đó, cái cuộc sống của ba. Cái đó là càng tốt nữa. Vậy thì con sẽ để cái đoạn clip, để cái số điện thoại của cha lên đoạn clip này để mọi người có thể tiện liên hệ hơn được không? Được. Dạ. Dạ, vậy là có nghĩa là bây giờ cái chốt cuối cùng là cha không có về Vĩnh Long được vì cái điều kiện sống ở đó nó hơi xa chợ nên cha không thể tự tạo ra tiền được. Cuộc sống nó còn dài mà sợ làm ảnh hưởng đến lại, có nghĩa là mình bị động về cái điều kiện làm ra tiền thì nó hơi khó khăn. Nên thành thử là chắc khi mà cô Tiết với anh Luận có xem được cái đoạn video clip này á thì cho Bùi Hồ cũng như là chú Tuấn gửi lời chân thành cảm ơn và sự nhiệt tình của cô Tiết với lại anh Luận. Thật ra thì cha rất là cảm ơn luôn, phải nói rất cảm ơn về lòng tốt của anh, của anh Luận với lại cô Tiết luôn. Và Bùi Hồ cũng xin chân thành cảm ơn rất là nhiều sự nhiệt tình đón tiếp nồng hậu của cô Tiết với anh Luận. Cha con muốn nói lời nào để kết thúc đoạn clip này không? Rất là ngàn lời chung xuống những cái lời mà cô Tiết với anh Luận đã hướng dẫn cho mình tới nơi. Ngàn lần cảm ơn rất nhiều. Dạ. Đã cứu nhở những người mà có hoàn cảnh như bà. Dạ. Nhưng mà tiệc nào cũng phải tàn, tiệc nào cũng phải chọn một cái nơi để mình đứng cuối đời của mình. Cuối cùng ở đây là lời cảm ơn của Chúa Thiên Lượng đã quyết định cái cuộc sống cho mình như vậy, là rất cảm ơn rất nhiều. Dạ. Con cũng chúc cha có một cái điều may mắn tiếp theo là
có một cái nơi ở nó ổn định hơn. Đúng. Và chúc cha luôn có sức khỏe dồi dào. Và xin chân thành cảm ơn cô bác quý anh chị và tất cả các mạnh thường quân đã xem đoạn video clip đến thời điểm này. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại cô bác quý anh chị ở video clip sau ha. Rồi. Rồi.